Xin chào các bạn đang quay trở lại với video ngày hôm nay nhé Thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn một cái con Airwrap khá là ngon Và hy vọng rằng trong căn Airwrap này thì chúng ta chỉ cần kiếm lấy 100 đô từ con Air này thôi nhé Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy này, đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ phải đăng ký Thì nó thiết kế một những cái hình ảnh như cái cạc để thanh toán những cái thẻ ATM Thì có nghĩa là sau này thì không biết là con Meta này nó có xây dựng cái hệ sinh thái của để thanh toán thẻ này không Nhưng mà À, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và xem cái cộng đồng của con Meta này nó đến mức độ nào nhé. Các bạn nhìn thấy này. Vào Twitter thì con này đang có khoảng 53.700.000 người theo dõi. Và tài khoản này được thành lập năm 2022. Và thời điểm này thì nó đang cho chúng ta là op hoàn toàn free nhé. EROP hoàn toàn free. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận được cái đồng Meta này? Hiện nay thì nó đang giới hạn là 200 triệu đồng... M MTC tức là cái mã thông báo của con Meta này nó sẽ dành tặng cho tất cả chúng ta đấy và để kiếm được phần thưởng này đầu tiên thì các bạn sẽ phải đăng ký và chúng ta hãy sử dụng đường link ở dưới phần mô tả video sau đó các bạn dán lên trình duyệt như này ở đây chúng ta có hai cái hình thức đăng ký đó là đăng ký qua email và đăng ký qua wallet thì phần wallet này chúng ta sẽ bỏ qua bởi vì là nó sẽ à, khó hơn và nó liên quan đến những cái chuyên sâu hơn còn chúng ta sẽ đăng ký theo email nó sẽ dễ hơn nhé thì các bạn hãy nhập cho mình email đây này hồ này này sau đó thì chúng ta sẽ nhập cho mình mật khẩu với quy tắc nhập mật khẩu thì các bạn cứ viết cho mình là chữ cái đầu tiên là chữ hoa này xong cái chữ thường và đến số rồi đến ký tự đặc biệt như vậy là mật khẩu rất là ok nhé rồi cái, cái phần different coder này thì chúng ta sẽ bỏ nguyên vì nó mờ mất rồi theo mỗi cái đường link thì nó sẽ mặc định theo cái mã coder như vậy rồi tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào tích vào đây bấm vào đây rồi chúng ta bấm vào phần xác minh là tôi không phải là người máy rồi sau đó thì các bạn hãy mở cái email lên cho mình nha. Bước thứ hai thì các bạn sẽ vào mở email lên. Sau đó thì các bạn nhập cho mình là 6 cái số người ta gọi là coder. Chúng ta bấm vào ấn Pro cho mình nhé. Và và chúng ta sẽ chuyển sang một bước tiếp theo nữa. Ở phần này thì các bạn khai báo cho mình họ và tên này, lựa chọn quốc gia nơi sở tại các bạn đang sinh sống có thể ở Thổ Nhĩ Kỳ này hoặc là ở các quốc gia khác hay ở Việt Nam này, lựa chọn đây nhé. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn ngày tháng này. Theo cấu trúc của nó đây thì là tháng này, sân ngày này, thế năm này nhé. Rồi sau thì các bạn bấm vào phần Complete Register này cho mình nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần này. Ở phần này thì là cái bảng thông báo khi mà các bạn đăng ký thì nó sẽ thông báo rằng là Meta hiện nay nó đang huy động được 11 triệu đô la đầu tư vào cái dự án này rồi. Và như lúc nãy chúng ta thấy rằng là Meta đã có hơn 54.000 người đã theo dõi cái dự án này rồi. Rồi, đấy nhá. Rồi chúng ta rồi xong rồi, xong quá trình đăng ký rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay vào thực hiện một số cái nhiệm vụ để chúng ta nhận đồng Meta. Đâu rồi Đây Bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem nhiệm vụ nha Nhiệm vụ ở đây Thì các bạn sẽ phải làm cho mình những cái gì Chúng ta vào cái tổng quan ở phần overview này, này. My account này, quay này, tất khu vực này Đây, complex tag này Chúng ta nhiệm vụ đây này Ở đây thì các bạn sẽ thực hiện cho mình Ở đây bao gồm có 7 cái nhiệm vụ Và mỗi nhiệm vụ thì chúng ta được đâu đó là 5 cái đồng MT uh, app này Meta app này uh, Meta app này thì uh, cố gắng làm sao các bạn làm được nhiều nhiệm vụ đây thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều cái đồng meta này hơn. Thì còn hiện nay thì mình mới kết nối được cái một cái nhiệm vụ ở phần Like Kinder này với được 5. Như vậy chỗ này nếu như bạn làm được tất các nhiệm vụ như này thì chúng ta sẽ được là 7535 là 35 cái đồng meta. Bên cạnh đó thì để kiếm được nhiều đồng meta hơn thì chúng ta sẽ tiến hành là chia sẻ cho mọi người. Thì đấy nó là một cái phần thưởng dành cho những ai uh, giúp đỡ dự án truyền tải thông điệp hay là quảng cáo PR dự án thì dự án họ sẽ trả thêm meta cho bạn. Thế còn nếu không thì bạn chỉ kết nối hết những cái tài khoản này thì bạn sẽ kiếm được khoảng đâu đó hơn 30 cái đồng meta. À, đây là 67 cái đồng meta. Và bên dưới ở dưới này thì nó là những cái ứng dụng cái hệ sinh thái mà lộ trình nó sắp tới nó sẽ diễn ra trong tháng 12. Toàn bộ tháng 12 thì nó sẽ tiến hành như này. Một là áp này, hai là Kia này, Kia này. Rồi những cái hệ sinh thái khác thì tháng 12 nó bắt đầu nó sẽ ra. Nó sẽ ra nhá. Cam Cam xin này là bắt đầu ra. Đấy. Thì đấy là đối với cái con Meta Aerox này. Thì uh, riêng cái khoản nó đã huy động được 11 triệu USD để vào cái dự án này đầu tư dự án này rồi và thứ hai là nó được ở đâu nhỉ ở đây nó được cộng đồng đang là hơn 53.000 người theo dõi follow dự án này rồi đấy thì các bạn thì theo dõi follow vào cái tài khoản này của nó để nhận được những thông tin nhé như vậy thì nó là một cái dự án mà chúng ta thấy nó khá là tiềm năng và các bạn khi mà làm Aerop thì chúng ta nên biết cách chọn lọc đó những gì mà mình chia sẻ cho mọi người đó là những cách để chúng ta sẽ lựa chọn những cái dự án mà nó tốt hơn những cái dự án khác và nó tiềm năng hơn đấy nhá Uh, rồi uh, trong khuôn khổ của video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho mọi người một chút cái thông tin về uh, cái dự án Meta này và đây uh, cũng như là cái quy trình để chúng ta sẽ nhận được cái đồng Meta thì một là chúng ta sẽ phải đăng ký tài khoản hai chúng ta hoàn thành nhiệm vụ như lúc nãy và thứ ba thì chúng ta kiếm thưởng Đấy thu nhập Meta bằng cách là hoàn thành nhiệm vụ rồi và kiếm Meta mỗi tháng uh, và cái phần thưởng của nó hiện nay đang là Nhóm phần thưởng đang đạt 10 triệu rồi À nó còn 10 triệu nữa thôi bạn nhé Còn 10 triệu nữa hình như chỗ này chúng ta sẽ nói là nó còn khoảng 10 triệu nữa 10 triệu nữa là hết Đấy vì vậy chúng ta sẽ phải nhanh chóng chúng ta đăng ký nhé Đây là số người đã kiếm được đồng ta này Không hiểu sao họ kiếm được nhiều thế nhỉ Rồi ok Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này và có bất kỳ thông tin hay cái thắc mắc nào thì các bạn hãy comment dưới phần kênh Đấy bạn nhớ subscribe like. kênh, nhá. Like. kênh Nhớ subscribe kênh.